Xin chào các bé, hôm nay cô sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích Thằn Bòm. Chắc có lẽ tất cả những người Việt Nam đều rất quen thuộc với bài thơ Thằn Bòm, nhưng nếu hỏi đến chuyện cổ tích ấy thì số người kể được có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có nhiều người còn hình dung Thằn Bòm như một đứa trẻ quê mùa và khờ khạo, dễ bị lừa gạt nên nhiều người hay chửi nhau là cái đồ bòm. Vậy, câu chuyện bắt đầu như thế nào? Các bé hãy cùng lắng nghe. Ngày xưa có một thằng bé tóc bờm, tóc cứng, thưa và mọc đứng ở trên đầu như cái bờm ngựa. Người làng hay gọi cậu là bờm cũng có lẽ là vì thế. Cha mẹ mất sớm, bờm phải đi chăn trâu ở đợ cho phú ông ở trong làng. Tài sản của bờm chỉ là chiếc quạt bằng mo câu do cha mẹ để lại. Bờm luôn mang theo chiếc quạt bên mình như một vật báu. Thấy quạt là bờm lại tưởng nhớ đến cha mẹ đã mất của mình. Một hôm, đàn trâu của phú ông giao cho bờm chăn ở ngoài đồng đi lạc mất một con. Tìm mãi không được, bờm sợ lắm, ngồi khóc một mình không dám về nhà. Bụt thương tình hiện lên giúp đỡ. Bụt làm phép biến chiếc quạt mo của bờm thành quạt thần, lại dạy cho bờm câu thần chú để sử dụng. Nhìn qua quạt, bờm thấy hình ảnh con trâu hiện ra ở cánh đồng làng bên kia. Liền đọc câu thần chú gọi trâu về. Từ đó, bờm dùng quạt thần giúp đỡ bạn bè, dân làng tìm lại tài sản bị mất. Ai ai cũng yêu quý bờm. Phú ông biết bờm có quạt quý nên rất muốn chiếm đoạt. Nhưng hắn cũng biết, muốn quạt hiển linh thì phải được bờm truyền lại câu thần chú. Thay vì cưỡng đoạt, hắn tính chuyện thương lượng sòng phẳng với bờm. Phú ông đã lần lượt đem những món đồ đáng quý ra ném vào cuộc đổi chác, nhưng đều bị bờm từ chối. Vì bờm biết rằng nếu như đổi chiếc vạt cho phú ông thì hắn sẽ tha hồ quơ quét tài sản của cải trong thiên hạ. Và tất nhiên khi mà đồ đạc bị phú ông quơ quét rồi thì sẽ không bao giờ được hòn về với khổ chủ. Đang lúc thất vọng, bỗng có một lão ăn mày run rẩy bước vào sân, miệng thều thào kêu đói, rồi lăn quay ra đất. Phú ông bực mình sai gia nhân ném lão ăn mày ra đường vì sợ lão chết trong sân nhà mình. Bờm hốt hoảng ngăn lại và van xin phú ông hãy giúp ông lão ăn mày. Lão phú ông đồng ý nhưng với điều kiện bờm phải đổi chiếc quạt thần và câu thần chú. Chẳng cần phải suy nghĩ, bờm đồng ý ngay và đưa chiếc quạt cho phú ông. Bỗng người ăn mày đứng dậy và hào quang rực rỡ. Thì ra ấy chính là ông Bụt hóa thân để thử lòng hai người. Bụt thâu chiếc quạt từ tay của lão phú ông và bảo: lòng dạ nhà ngươi xấu xa, dẫu có sang giàu đến mấy thì kết cục cũng không tốt đẹp gì. Rồi Bụt trao lại chiếc quạt cho bờm xoa đầu cậu bé. Chiếc quạt này mãi mãi là của con, không ai chiếm đoạt được, chỉ những đứa bé ngoan như con mới xứng đáng có được phần thưởng của ta. Câu chuyện từ đó được lan truyền khắp dân gian, nhưng đời sau dần lãng quên. Và cho đến nay chỉ còn sót lại mấy câu đồng dao khó hiểu như thế này: thằng bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ liêm. Bờm rằng bờm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi gối xôi bờm cười. Như vậy là chúng ta đã vừa nghe xong câu chuyện về thằn bờm. Cô hy vọng lần qua câu chuyện kể này các bé cũng sẽ hiểu hơn và nhân cách của cậu bé bờm và cũng có thể rút ra được cho mình những bài học trong cuộc sống là hãy biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện cổ tích tiếp theo.